Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nhân ái giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm 2023, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: tưởng nhớ người ra đi vì người ở lại. Chương trình Nhân ái giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải kỳ này đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tiến, thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. Đang là người khỏe mạnh, sau biến cố của tai nạn giao thông, bà Nguyễn Thị Tiến, thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ trở thành người tàn tật, liệt cả hai chân. Những bước lê nhọc nhằn cho chúng ta thấu hiểu nỗi đau cả về thể xác và tinh thần của bà Tiến. Liệt đôi chân, bà Tiến mất sức lao động hoàn toàn, phải phụ thuộc vào các con, cuộc sống trở nên khó khăn. Từ hôm ở từ hồi tai nạn giờ thì chỉ có ở thì nhà gọi là quanh quẩn ở thì nhà, từ nhà ra ngoài sân quanh quẩn thì chỉ lê và bò, cảm giác cuộc sống của mình quá 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 khổ, không đi được. Chỉ vì sự bất cần trong quá trình tham gia giao thông của người điều khiển xe ô tô gây tai nạn, làm bà Nguyễn Thị Tiến mất đi cuộc sống tươi sáng, không đi lại được, bà Tiến chỉ quẩn quanh ở nhà. Bà Nguyễn Thị Tiến sau khi bị tai nạn là thời gian cũng rất chung là dài rồi, nó ảnh hưởng đến cột sống và dây thần kinh, bà bị liệt cả hai chân. Thì thời gian cũng hơn 20 năm mà cuộc sống gia đình bà rất khó khăn. Về cái tai nạn giao thông này, sau khi mà bị di chứng để lại như thế này thì bà Tiến sẽ không đi lại được và sẽ làm ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống của bản thân bà Tiến cũng như của gia đình, đặc biệt là con đi làm thì phải trông mẹ, thế về nhà thì kinh tế thì không có, thế là cái này thì dẫn đến cái sự là nghèo khổ túng thiếu đến gia đình, và đây là một cái nguy cơ nghèo bền vững đối với lại những người như thế này. Văn Tố thì ở trên trục đường mặt đường 391, tỉnh lộ 391 của tỉnh. Thế mà với cây số thì khoảng trên 4 km là đường tỉnh lộ. Thì qua các cái điểm tụ điểm về có thể là mất an toàn giao thông thì công an xã Văn Tố đã thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân, rồi thì đặc biệt là các cháu học sinh, và đã thành lập các tổ, đặc biệt là tổ 51151 của xã và tổ 51 liên xã, đó là công an xã Văn Tố, công an xã Chí Minh với lại công an xã An Thanh, công an xã Phượng Kỳ, là thành một tổ 151 liên xã để hàng ngày, hàng buổi tối là đều đi tuần tra trên các tuyến đường của các địa phương. Chia sẻ và động viên bà Nguyễn Thị Tiến cố gắng vượt qua thương tật, tự chăm sóc bản thân, vững tin vào cuộc sống cùng gia đình, chương trình Nhân ái giao thông hỗ trợ gia đình bà Tiến 15 triệu đồng. Hy vọng bà sẽ ổn định tâm lý, tiếp tục điều trị, nâng cao sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhân ái giao thông đã thực hiện được 4 năm. Trong hơn 300 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, chúng tôi đã đến chia sẻ. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Nỗi đau dày dứt khôn nguôi của các gia đình là mất đi người thân, là mất sức lao động, dẫn tới cuộc sống khó khăn. Thông qua chương trình Nhân ái giao thông, chúng tôi muốn gửi tới quý vị thông điệp: hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đến đây thì chương trình Nhân ái giao thông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.